Thanh Thanh chào cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài hát về đề tài mùa xuân rất là hay, rất là dễ thương. Đón xuân này nhớ xuân xưa. Rồi với cái khúc này chúng ta sẽ đệm chơi ở điệu Hambalindra ha các bạn. Tempo thì các bạn chơi ở 72 thôi. Nếu các bạn nào chơi ở điệu rumba thì các bạn hạ tempo phải chỉ chậm thì nó mất hay. Còn chơi Hambalindra thì nó đúng hơn. Rồi với những tiếng cho bài này thì các bạn không cần phải suy nghĩ nhiều. Đấy, tranh sáu bầu những tiếng dành cho đàn xếp các bạn. Tranh sáu bầu guitar, tiếng string để bè, tiếng rát để bè rồi nè ha. Rồi mấy cái tiếng có thể thêm tiếng cu tô, tiếng đàn nguyệt rồi gì đó. Tùy đó các bạn ha. Các bạn thích nào. Rồi. Tông thì chúng ta sẽ, nếu mà nam thì các bạn đàn tông mi thứ nam hát mi thứ là được rồi. Còn nếu mà nữ các bạn có thể đàn si thứ hoặc đô luôn cũng được. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần intro mà ha. Bây giờ cái bài này rất là nhiều kiểu intro khác nhau, mình thấy cũng không có gì đặc biệt á. Bây giờ mình sử dụng các bạn cách intro bám sát vào bài để chúng ta intro một cái giai điệu luôn. Bây giờ câu đầu tiên thì thay vì mình sẽ đợi giống giai điệu, nhưng mà mình sẽ thêm thắt nốt vào trong giai điệu như thế nào, nhiều nốt khác nữa mình cho nó giai điệu nó mềm mượt. Rồi ví dụ nữa các bạn. Rồi intro ha. Thay vì câu của người ta là mi đô la mi son fa mi, cái câu nó vậy, nhưng mà mình thì thêm thắt vô á, lá son mi, lá mi đô la re mi son fa mi. Câu thứ nhất, lá son mi đô la re mi son fa mi đó. Cái này chúng ta sẽ bỏ hợp âm la thứ đó. Rồi tiếp qua câu thứ hai các bạn, chúng ta bám vào giai điệu luôn nhưng mà thêm thắt một vài nốt qua mi la re re mi đô la. Thay vì câu nó vậy, mình sẽ thêm nốt như thế này: si là mi la re đô re mi re đô si la, si là mi la re đô re mi re đô si la. Đó. Câu thứ hai chúng ta vẫn để hợp âm la thứ luôn, rồi tiếp tục qua câu thứ ba: son son la mi son mi re đô, son son la mi son mi re đô. Này chúng ta sẽ bao hàm pha trưởng. Tiếp tục: re la si đô re mi re đô la si đô re mi. Hả? Re la si đô re mi. Rồi tiếp tục. Mi re si la mi. Mi re si la mi. Tưng 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 tưng. Hồi nãy cái câu trước đó, chúng ta sẽ họ bỏ hợp âm là mi 7 các bạn. Rồi bây giờ tới cái này. Mi re si la mi la si re mi la. Câu cuối mi re si la mi la si re mi la, này chúng ta sẽ bỏ hợp âm la thứ. Rồi vậy ha. Rồi bây giờ cái phần intro này các bạn nghe lại cái giai điệu intro như sau. Câu sau chúng ta có thể dằn lại một lần nữa để giống như cái cách đó là dằn để cho người ta vào bài đó các bạn. Mi re si la mi la si re mi la. Sau đó chúng ta báo men để người ta hát vào bài. Rồi. Vậy là chúng ta có phần intro rồi ha. Rồi bây giờ qua vô đoạn A ha. Các bạn này cũng khá đơn giản các bạn. Rồi bây giờ nè. Câu đầu tiên mi đô la mi son fa mi. Cái bài này các bạn có thể liếng lên tới nút la cũng được. Mi đô la mi la fa mi cũng được. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Có người thì hát tới son thôi. Mi đô này tôi nhớ xuân xưa. Rất nhiều người hát mà do những cái giai điệu này á, có những người luyến thêm một thêm thắt một vài nốt. Còn không sao các bạn. Các bạn đàn sao cũng được. Mi đô la mi son fa mi. Rồi bỏ la thứ nha các bạn. Tiếp tục thứ hai mi la re re mi đô la, để la thứ luôn. Rồi tiếp son la mi mi fa mi re. Son la mi mi fa mi re, bỏ re thứ. Son la mi mi fa mi re. Rồi bỏ re thứ. Tiếp tục re 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 đô mi, bỏ đô trưởng. Rồi, đô si mi la đô la si.
có mi bảy. Đô si mi la đô la si. Thì cái chỗ này á là câu cuối này nè, lát qua đoạn B, bây giờ tới đoạn B. Đoạn B thì ngay chỗ này chúng ta bỏ hâm mi bảy ha. Rồi bây giờ qua đoạn B. Đoạn B sẽ làm giống như cái đoạn A luôn, nhưng mà cái câu cuối nó sẽ khác các bạn. Đô si mi la đô la si đoạn A, còn bây giờ đoạn B là đô si mi si re son thằng la. Đô si mi si re son la. Rồi, đây là cái đoạn đoạn B ha. Rồi chúng ta sẽ bỏ âm la thứ ở chỗ đó. Rồi bây giờ qua điệp khúc. Điệp khúc các bạn đặc biệt chú ý cái bài này, điệp khúc chúng ta là nó đã chuyển qua tông trưởng các bạn. Rồi, âm giai của la trưởng mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. La si đô thăng, re mi fa thăng so thăng la. Vậy ha, các bạn nhớ âm giai nha. Đô sẽ là thăng, fa thăng và son sẽ là thăng. Rồi. Đó. Rồi, bây giờ các bạn âm luôn, nói luôn thêm các bạn luôn. La trưởng các bạn sẽ bấm là đô thăng mi bên tay trái ha. Là đô thăng mi, bấm như thế này các bạn. Rồi, re trưởng. Re trưởng thì các bạn sẽ bấm hợp âm là bấm là re fa thăng la. Đây, vậy ha các bạn. Rồi, hợp âm fa thăng thứ. Fa thăng thứ thì chúng ta sẽ bấm là fa thăng la và đô thăng. Đây, nhìn bằng tay các bạn, nhìn bằng tay mình. Cái đây là bấm bên tay trái các bạn ha. Mình chỉ dẫn đây cho các bạn dễ thấy. Đó, fa thăng thứ. Với mi 7 dễ rồi. Mi sơ thăng si re ha. Rồi. Bây giờ đọc cho các bạn nốt của cái điệp khúc. Đô mi đô đô, các bạn nhớ nha. Đô là sẽ là chắc chắn là đô thăng, mình sẽ không nói nữa phần đó, phần này. Rồi fa sẽ là fa thăng và son sẽ là son thăng ở cái điệp khúc này. Đô mi đô đô. Đô mi đô đô. Rồi cái này chúng ta sẽ bỏ hàm âm la trưởng. Đô mi đô đô. Si la si si đô, si la si si đô. Chỗ này cái này chúng ta sẽ bỏ hàm âm la fa thăng thứ. Si la si si đô. Rồi tiếp tục. La la si, la la si fa mi fa thăng. La la si fa mi. Chỗ này chúng ta sẽ bỏ âm mi 7. Rồi tiếp tục các bạn. Rồi re fa re re. Re fa thăng re re. Chỗ này chúng ta sẽ bỏ âm re trưởng. Re la re re fa mi. Re la re re fa mi. Chỗ này chúng ta sẽ bỏ âm là la trưởng. Rồi đô đô si la si đô thô đô thăng si la si bỏ âm mi 7. Vậy là chúng ta sẽ đã có cái điệp khúc rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho các bạn nghe một cái giai điệu của từ đoạn A tới đoạn C nữa bạn, sẽ còn đoạn C sau điệp khúc tới đoạn C. Đoạn C nó giống như đoạn B rồi. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho các bạn nghe tập tấu sơ ha.
xong chúng ta đã có một cái bài đến này xưa xưa rất là dễ thương, rất là hay. Rồi bây giờ điểm hát với cái thể loại ở cái điệu của habanera này các bạn. Chú ý là khi chúng ta điểm hát á, giống như là khi mà những cái bài hát mình phối theo cái phong cách của những ca sĩ hát á, thì đặc biệt các bạn chú ý là chúng ta không có điểm hát nhiều 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 đánh tiết tấu vào trong đây, mà chúng ta chỉ lót những vài câu, vài nốt nhẹ nhàng sau mỗi câu hát thôi. Ví dụ như là khi người ta hát cái câu gì đó, các bạn sẽ điểm lại giống giống na ná, một là giống câu đó luôn, hai thì na ná câu đó, ba có thể chúng style đổi vào cái cách chút xíu. Bây giờ đầu tiên thì giống luôn ha. Ví dụ nè. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Đó, chúng ta sẽ đàn giống lại câu luôn. Đó, cái này là cái giống. Còn nếu mà chúng ta đàn na ná thôi. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Đó, na ná thôi. Đó, rồi. Còn cái cách đó, cái cách mà các bạn chú ý nè. Khi mà đàn mà cái điệu giai điệu khác đi, cách thứ ba có nghĩa là chúng ta phá cách nó luôn, phá nó không giống lại luôn, miễn sao các bạn nhớ cuối câu nó dưới của nốt nào thì các bạn sẽ đánh vào làm sao cho về cuối câu dưới của nốt đó. Ví dụ đối xuân này tôi nhớ xuân xưa nằm nút mi, thì chúng ta sẽ đi giai điệu làm sao cho uyển chuyển, làm sao cuối cùng về nút mi. Ví dụ đối xuân này tôi nhớ xuân xưa, đó điệu nút mi này tôi nhớ xuân xưa, đó nó làm sao cho về nó mày đó. Cái câu thứ hai, một chiều xuân em đã hẹn hò. Rồi, hẹn hò là nốt la. Ở đây thì chúng ta sẽ có nhiều cách. Ví dụ, đàn giống, hai là na ná, hai là phá cách luôn, miễn sao nó về nốt la. Nhưng mà các bạn có thể về nốt đô hoặc về nốt mi. Bởi vì trường hợp đây là nốt về chủ, cho nên các bạn có thể bè trong cái bậc bậc 3, bậc 5, quãng 3, quãng 5 của nó nữa. Đây, bè quãng 3, quãng 5 ha. Thì, ví dụ giờ về la đi ha. Một chút xuân em đã hẹn hò. Đó, còn bây giờ ở đây là về la, trường hợp chúng ta đàn về la luôn, lót câu về la. Trường hợp thứ hai chúng ta sẽ lót câu mà sao cho về đô cũng được, tức là bè của nó. Một chút xuân em đã hẹn hò. Đó, đàn về đô, còn thể về mí cũng được. Một chút xuân em đã hẹn hò. Còn sau đó những cái câu sau, ví dụ tần 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 tần, à cái phần sau bây giờ hai câu trước là mình lót là vậy rồi, cái sau mình đừng có làm lót nữa các bạn, có thể lấy tiếng string đi, không thôi là thay đổi tiếng khác chứ làm vậy nghe nó nhảm. Tần 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 đó, các bạn có thể khúc này dằn dằn một cái tên 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 tên. Rồi bây giờ á, nếu dằn đó thì các bạn có thể sử dụng báo multibass vào. Đó, vậy là ha, có rất là nhiều cách. Rồi bây giờ các bạn chú ý khi tới cái đoạn B á, nó về cái hợp âm về nó về hỏi nhau thầm xuân đá về chưa, thì các bạn sẽ đàn lại giống cái câu đó. Rồi sau khi bạn lót câu rồi, bạn sẽ dằn một cái hợp âm, dằn cái hợp âm la trưởng để cho người ta biết cái hợp âm đó là coi như cái bài hát nó chuyển sang trưởng rồi đó. Tên 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 tên. Chúng ta sau khi lót một câu lại rồi, chúng ta sẽ dằn một cái âm trưởng la trưởng để cho người ta biết là nó có chuyển hướng đó, chuyển hướng. Rồi vậy là ta xong cái phần đó rồi cái như vậy là xong cái tới đoạn C mà làm y chang vậy là coi như cũng hết bài rồi. Bây giờ làm mẫu thử cho các bạn nghe thử nha. Sau khi intro xong, đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, muộn chiều xuân em đã hẹn hò, nhuộm tình trong cánh hoa mưa theo làn gió.
xuân này tôi nhớ xuân xưa. À, các bạn nhớ báo men này cũng rất là hay. Có nghĩa là hết những rồi chúng ta sẽ báo men ABC gì đó. Báo men nó cũng bất thường. Thay vì một multibass hay dằn không? Không cần, chúng ta sẽ báo men tự động nó sẽ chuyển. Cùng nghe cũng rất là hay các bạn. Rồi. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Nè gặp nhau khi pháo sao thừa. Em đứng chờ tôi trước sông thương. Đi qua đâu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ. Xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mong lá hoa. Xuân qua xuân đường tơ. Đã bước sông hồ như đắm như mơ. Trở về đây khi gió sang mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa. Cho với bao nỗi nhớ. Có đâu ngờ xuân vắng người thơ. Mong ước tìm cô gái xuân xưa. Cho với bao niềm nhớ. Mong ước tìm cô gái xuân xưa. Trở với bao niềm nhớ. Có đâu ngờ xuân vắng người thơ. Mong ước tìm cô gái xuân xưa. Trở với bao niềm nhớ. À, cái cuối câu thì cuối đoạn này, cuối kết bài thì chúng ta sẽ nhỏ dần đi là hay nhất. Rồi, vậy là xong, chúng ta đã có một cái bài đón xuân này, xuân xưa rất là dễ thương, rất là hay. Ok các bạn, chúc các bạn thành công với đón này xuân xưa nha. Rồi, chúc thêm năm mới. Xin chúc toàn thể các bạn có thật có nhiều sức khỏe, chúc gia đình là làm ăn phát tài, dàn sự như ý ha. Rồi, riêng các bạn thì cứ nhớ xem, theo dõi clip đều và luôn ủng hộ cho Trần Khánh Rô Sơ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ cho Trần Khánh. Bye bye các bạn.